Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít. Nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chỉ bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc, một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ.
Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần. Sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được. Không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn, là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối, là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt
thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích, đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút, vì qua đời này rồi, chưa chắc đã gặp lại. Những gì xuất hiện trong cuộc đời chỉ có thể trải nghiệm mà không thể chiếm hữu. Vì chúng ta chỉ là những lữ khách qua đường, sẽ có ngày phải nói lời vĩnh biệt. Nên những gì qua đi thì bình thản đối diện và mở lòng đón nhận những điều đang đến, vui vẻ. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra, quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra, vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hành của nước. Luôn mềm mỏng, nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến cảnh giới đó, thì lo gì thiên hạ không thái bình, lòng người không yên định. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báo đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng.
Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cây đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Làm người tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn. Đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sự ấm được vô số người. Làm người thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào, cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối,
cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng, nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Người vinh quang đến đâu, phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín. Kẻ hạnh phúc thế nào, trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng, khó xử. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ, cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc ý. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Mọi việc vốn không có khuôn mẫu chung,
không có gì là hoàn toàn cố định. Nhưng chỉ cần trong lòng có phương hướng, có niềm tin và sự kiên trì, nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ để mai kia trở thành hiện thực. Không sợ hãi ngày sau. Chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng. Không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong cuộc trò chuyện về sự tu tập và triết lý Phật giáo, chúng ta không thể tránh khỏi việc đặt câu hỏi về tình hình sinh tử, về sự ra đời và đi vào vĩnh hằng của mỗi con người. Từ giáo lý Phật giáo, từ những nguyên lý cơ bản cho đến những khía cạnh sâu xa của đạo lý đều nhấn mạnh đến vấn đề này. Vấn đề mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể tránh khỏi được. Từ lúc chào đời cho đến khi lìa xa thế gian này, con người phải đối mặt với một loạt các sự kiện, trải nghiệm và cảm xúc. Từ niềm vui sảng khoái của cuộc sống cho đến những thử thách khó khăn. Từ niềm vui hạnh phúc của tình yêu cho đến nỗi đau của sự mất mát. Trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta cảm nhận rõ ràng rằng sự hiện hữu và sự tàn phai không thể không đi kèm với nhau. Vấn đề sinh tử không chỉ đơn thuần là về việc kết thúc một cuộc sống, mà còn là về sự hiểu biết sâu xa về bản thân và về cuộc đời. Trong bức tranh lớn của nhân sinh, sinh và tử là hai mặt của cùng một đồng xu. Chúng không thể tách rời, và qua việc nhìn nhận chúng, con người mới thực sự hiểu được giá trị của mỗi khoảnh khắc sống. Và trong cái nhìn của Phật giáo, việc đối mặt với sự sinh tử không chỉ là về việc chấp nhận,
mà còn là về việc thấu hiểu và chấp nhận mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó là hành trình của sự tỉnh thức, của việc thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của sự sống và cái chết, để từ đó chúng ta có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và đầy đủ hơn. Trong thế cuộc nhân sinh, sự đa dạng của số phận con người không thể phủ nhận. Dù sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu sang, hay là trong hoàn cảnh nghèo khó, mỗi người đều phải đối diện với một thực tế không thể tránh khỏi, đó là cái chết. Điều đặc biệt và đầy ý nghĩa là trong khi ai cũng bước vào cuộc sống với sự tương đồng, thì cái kết của cuộc hành trình lại không gì đồng nhất. Người giàu sang không hẳn luôn có một cái chết yên ổn và bình thường. Thậm chí đôi khi sự giàu có cũng không thể bảo vệ họ khỏi những bi kịch đau đớn. Có người mất mạng trong tai nạn xe cộ, bị cướp giật hay thậm chí là bị đầu độc. Có những trường hợp người giàu có với tình nhân cùng nhảy lầu tự vẫn, tự sát, hoặc mất mạng trong những tai nạn máy bay đáng tiếc. Sự đa dạng của cái chết là một minh chứng cho sự bất ngờ và không lường trước của cuộc đời. Đôi khi cái chết không chỉ là sự kết thúc của một cuộc sống, mà còn là sự kết thúc của mọi kỳ vọng, mọi ước mơ và mọi kế hoạch. Nó nhắc nhở chúng ta về sự không thể kiểm soát hoàn toàn của định mệnh và về sự quý trọng mỗi khoảnh khắc sống. Trong tất cả những khác biệt về cái chết, có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn rằng cái chết là một phần không thể tách rời của cuộc sống con người. Và việc thấu hiểu và chấp nhận sự tạm bợ này là một phần quan trọng của sự sống. Chúng ta không thể phủ nhận rằng cái chết là một phần của quy luật tự nhiên, là một phần của quá trình luân hồi của sự sống. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng cái chết không chỉ là một sự kiện mà còn là một loại nghiệp lực, một hành động có ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của chúng ta. Trong các nghiệp lực đó, tội tự sát được coi là một trong những hành vi nặng nhất. Bởi khi chúng ta tự ra đi, không chỉ là kết thúc một cuộc đời, mà còn là tạo ra hạt giống của sự tự sát trong tiềm thức của chúng ta. Hậu quả của hành vi này không chỉ dừng lại ở bản thân, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là những người yêu thương chúng ta. Vì vậy, chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử và quý vị một lời khuyên chân thành. Trong cuộc sống, dù gặp phải những trở ngại đau khổ hay những điều bất như ý đến đâu, quý vị cũng không nên chọn lối tự sát. Xin hãy nhớ rằng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua và mọi nỗi đau đều có thể chấp nhận và xử lý. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người thân yêu, từ cộng đồng xã hội và từ những nguồn lực khác để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Hãy sống và giữ vững hy vọng, bởi cuộc sống luôn đáng được sống và mọi khó khăn đều có thể vượt qua được. Lỗi lầm của hành động tự sát không chỉ dừng lại ở việc kết thúc một cuộc đời, mà còn có những hậu quả sâu xa và vô cùng đau đớn. Thứ nhất là việc tự ra đi là vi phạm giới sát sinh giới, một trong năm giới quan trọng của người theo đạo Phật. Điều này không chỉ làm tổn thương bản thân, mà còn làm đau đớn cho những người thân yêu, những người còn lại sau khi mất mát. Thứ hai là hậu quả lớn nhất của hành động tự sát là hạt giống của nó được hình thành trong tiềm thức của chúng ta. Điều này làm cho năng lượng của hạt giống tự sát trở nên cực kỳ mạnh mẽ và có thể dẫn dắt chúng ta đến sự tự diệt không chỉ trong đời này mà còn trong những kiếp sau. Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề và kháng cự áp lực từ hạt giống này thì mọi kiếp sau của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và kết thúc với nghiệp tự sát. Vì vậy, dù đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, quý vị cũng không nên chọn lối tự sát. Hãy tìm kiếm giúp đỡ, hỗ trợ từ những người thân yêu và từ cộng đồng xã hội để vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhớ rằng, dù có gian nan đến đâu, cuộc sống vẫn đáng được sống và mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Trong cuộc sống,
không thiếu những thử thách khó khăn, những điều không như ý muốn. Nhưng ở những thời điểm đó, thay vì gục ngã trước áp lực, chúng ta hãy cố gắng vận dụng mọi khả năng của bản thân mình để vượt qua. Không có khó khăn nào là không thể vượt qua được, miễn là chúng ta có ý chí và quyết tâm. Khi gặp phải trở ngại, hãy nhớ rằng mỗi khó khăn là một cơ hội để chúng ta phát triển và trưởng thành. Quan trọng nhất là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn. Thay vì than vãn và trách móc số phận, chúng ta hãy tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp và hành động để vượt qua. Sự tu tập là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta đối mặt với mọi thách thức của cuộc sống. Qua việc rèn luyện tinh thần và lòng nhân từ, chúng ta có thể nhìn nhận mọi tình huống một cách sáng suốt và bình tĩnh. Đồng thời, việc quan sát nguyên nhân và kết quả của mỗi sự việc cũng giúp cho chúng ta rút ra những bài học quý giá cho bản thân mình. Vậy cho nên, hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và không bao giờ từ bỏ trước bất kỳ thử thách nào. Cuộc sống luôn đầy rẫy những cơ hội mới, và chỉ khi chúng ta dám đối diện và vượt qua, chúng ta mới thực sự trưởng thành và thành công. Khi ta bước vào con đường học Phật Pháp, một trong những điều quan trọng nhất mà ta cần nhớ là quán chiếu chuyện nhân quả, nguyên tắc về nhân quả và sự báo ứng của những hành động của chúng ta. Chúng ta nhận thức rõ ràng rằng mọi hành động, mọi suy nghĩ và mọi lời nói đều mang lại hậu quả tương ứng. Và chúng ta phải chấp nhận những hậu quả này mà không than trách, tránh né hay là đổ lỗi cho người khác được. Trong cuộc sống, không ít lúc chúng ta phải đối mặt với những thử thách khó khăn và bất trắc. Tuy nhiên, thái độ trốn tránh hoặc tự gây tổn thương cho bản thân bằng cách tự sát không phải là giải pháp. Thay vào đó, chúng ta cần phải đối diện với thực tế, chấp nhận và học hỏi từ những trải nghiệm đó để trưởng thành và phát triển tinh thần. Đồng thời, việc không đổ lỗi cho người khác, đặc biệt là người già, là điều cực kỳ tối kỵ. Chúng ta phải nhớ rằng mỗi người đều mang trách nhiệm về cuộc đời của mình và không thể tránh khỏi những hậu quả của những hành động mình thực hiện. Thay vì đổ lỗi, chúng ta cần tự xem xét và rút ra bài học từ mỗi tình huống để trở nên mạnh mẽ hơn và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Vì vậy, hãy học hỏi và quán chiếu chuyện nhân quả, chấp nhận những sự thật của cuộc sống một cách thấu đáo và không bao giờ chọn con đường trốn tránh bằng cách gây tổn thương cho bản thân mình. Chỉ khi làm điều đó, chúng ta mới thực sự tiến bộ trên con đường tu tập và sống một cuộc đời đích thực theo lẽ của Phật Pháp. Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những việc gặp phải những vấn đề bất như ý, những thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là vấn đề đó xảy ra, mà là cách chúng ta đối mặt và xử lý nó. Chúng ta cần biết tiếp nhận những khó khăn đó và chuyển hóa chúng thành cơ hội để trưởng thành và phát triển. Mỗi người chúng ta đều cần có sự học tập và thực hành lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ khi áp dụng những nguyên lý Phật giáo vào thực tế, chúng ta mới thực sự đưa Phật Pháp vào cuộc sống và phục vụ cuộc sống. Điều này không chỉ là việc học lý thuyết mà còn là việc thực hành, sống theo những nguyên tắc nhân từ, từ bi và lẽ phải. Khi gặp phải những vấn đề không như ý, chúng ta cần phải lắng nghe và học hỏi từ chúng. Chúng ta có thể nhìn nhận mỗi khó khăn như là một cơ hội để rèn luyện tinh thần và sức mạnh nội tâm của mình. Thông qua việc áp dụng lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và sự hiểu biết để vượt qua mọi thử thách. Hãy không ngần ngại đưa Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn trước những khó khăn, mà còn đóng góp vào sự hòa bình và hạnh phúc của chính bản thân và của xã hội. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Đó là sự định mệnh của mọi người. Tuy nhiên, cách mà chúng ta chết lại có thể khác nhau đáng kinh ngạc.
có những người ra đi trong nỗi đau đớn và lo lắng, nhưng cũng có những người kết thúc cuộc đời của mình một cách an nhiên và tự tại. Những người này là những người tu tập pháp môn tịnh độ, những người có khả năng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện để được sinh ra ở một thế giới cực lạc. Sự cầu nguyện của họ không chỉ làm dịu bớt nỗi đau và sợ hãi trước cái chết, mà còn mang lại sự bình an và hy vọng cho hành trình sau này của mình. Họ tin rằng việc tu tập và niệm danh hiệu của Đức Phật sẽ giúp họ được sinh ra ở một thế giới cực lạc, nơi mà mọi nỗi đau và khổ đau đều được giải thoát và thăng tiến. Vì thế, dù phải đối mặt với cái chết, họ vẫn giữ vững lòng tin và niềm tin vào con đường tịnh độ. Nhìn nhận những người tu tập pháp môn tịnh độ, chúng ta có thể nhận ra sức mạnh của tâm linh và lòng tin trong việc đối diện với cái chết. Họ không chỉ là những người ra đi trong sự yếu đuối và sợ hãi, mà còn là những người tạo ra một cảnh giới an nhiên và tự tại trong lúc cuối cùng của cuộc đời. Đó chính là sức mạnh của Đạo Phật và niềm tin vào cầu sinh thế giới cực lạc. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống, những người tu tập pháp môn niệm Phật thường xin được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn họ về cảnh giới Tây Phương cực lạc, nơi mà mọi nỗi đau khổ và phiền muộn được giải thoát và thăng tiến. Trong những giây phút ấy, họ cảm nhận được sự bình an và tĩnh lặng và cầu nguyện để được hướng dẫn bởi bàn tay của Đức Phật. Không chỉ thấy được vẻ đẹp và sự thanh tịnh của cảnh giới Tây Phương, mà những người tu tập còn có thể trải nghiệm sự hiện diện của Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Những hình ảnh của những vị Bồ Tát này mang lại sự an ủi và trấn an cho họ, như là ánh sáng sáng soi trong bóng tối của sự chấp nhận cái chết. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, niềm tin và lòng tin vào Đức Phật A Di Đà và các Bồ Tát trở nên càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ biết rằng dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và các vị Bồ Tát, họ sẽ tiến vào cảnh giới Tây Phương, nơi của sự thanh tịnh và hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là niềm hy vọng và ước mơ cuối cùng của mọi người tu tập pháp môn, đưa họ về giới đất cực lạc bên cạnh Đức Phật và các vị Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm, người mang tình thương và lòng từ bi vô biên, đã trở thành một biểu tượng tượng trưng cho sự chữa lành và an ủi trong lòng mỗi Phật tử. Tất cả chúng ta đều thành tâm kính nể và tôn trọng Ngài, và cảm thấy một sự gần gũi với Ngài như một người bạn đồng hành luôn ở bên cạnh và hỗ trợ chúng ta trên con đường tu tập. Trong những lúc khó khăn và bất ổn, chúng ta luôn cảm thấy sự hiện diện của Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên cạnh như một nguồn động viên và niềm hy vọng. Ngài là biểu tượng của lòng từ bi và lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi khó khăn và chấp nhận mọi người một cách vô điều kiện. Sự gần gũi và cảm nhận về sự giúp đỡ của Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ là niềm tin mà còn là một trải nghiệm tâm linh sâu sắc. Trong lòng mỗi Phật tử, Ngài không chỉ là một hình ảnh mà còn là một sức mạnh vô hạn, luôn âm thầm che chở và bảo vệ chúng ta trên mọi nẻo đường. Với lòng tin và lòng từ bi vô biên của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta luôn biết rằng không có gì là không thể vượt qua và không có gì là không thể chấp nhận. Ngài là nguồn an ủi và sự ổn định cho mỗi Phật tử, đưa chúng ta đi qua mọi sóng gió của cuộc đời với tinh thần bình tĩnh và lòng nhân ái. Thật sự đúng như vậy. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm luôn hiện hữu bên ta, sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ và chia sẻ nỗi khổ của chúng ta. Ngài là biểu tượng của lòng từ bi vô bờ bến, luôn sẵn lòng hiến dâng và chia sẻ yêu thương với mọi người. Nhưng không chỉ là Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi chúng ta cũng có thể trở thành một Bồ Tát đối với mọi người xung quanh,
nếu chúng ta biết tu tập theo hạnh nguyện của Ngài. Bồ Tát không chỉ là một biểu tượng mà còn là một trạng thái tâm linh mà chúng ta có thể đạt được thông qua việc thực hành lòng từ bi và lòng nhân ái. Bằng cách thực hành lòng từ bi và hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta có thể trở thành nguồn ánh sáng soi đường cho những người khác, giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn và chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta, từ việc lắng nghe cho đến việc chia sẻ và giúp đỡ, đều có thể lan tỏa sự từ bi và tình thương vô biên của Bồ Tát đến với mọi người xung quanh mình. Vậy cho nên, hãy để lòng từ bi của chúng ta tỏa sáng và hành động theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho mỗi ngày chúng ta đều trở thành một nguồn an ủi và hy vọng cho những người xung quanh, và từ đó góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, tâm hồn của chúng ta giống như một khu vườn, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng mỗi ngày. Nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm, những dây leo cỏ dại sẽ mọc đầy, hút hết những khoáng chất bổ dưỡng và làm cho những loài cây quý trở nên cằn cỗi, không thể cho ra hoa thơm trái ngọt được. Tương tự như vậy, nếu ta không chăm sóc tâm hồn của mình, không dành thời gian để nuôi dưỡng và lắng nghe, chúng ta sẽ dần trở nên vô vị, mất đi những phẩm chất quý giá của sự hiểu biết và lòng thương yêu. Khi tâm hồn bị bỏ quên, những nỗi buồn, sự phiền muộn và căng thẳng sẽ chiếm lấy, làm cho ta trở nên mệt mỏi và lạc lối. Chăm sóc tâm hồn là cách ta tưới tắm cho những giá trị tốt đẹp bên trong của mình, là cách ta gìn giữ sự bình an và hạnh phúc. Hãy dành thời gian để đọc sách, lắng nghe âm nhạc, thiền định hay đơn giản là ngắm nhìn thiên nhiên, để cho tâm hồn được tươi mới và tràn đầy năng lượng. Như một khu vườn được chăm sóc cẩn thận sẽ nở hoa rực rỡ và mang lại niềm vui, một tâm hồn được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ tỏa sáng với những phẩm chất cao đẹp, mang lại niềm vui và hạnh phúc không chỉ cho chính mình mà còn cho những người xung quanh mình. Hãy trân trọng và chăm sóc tâm hồn của mình để cho mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống, đầy ý nghĩa và yêu thương. Bạn có thường cảm thấy căng thẳng, lo lắng, bất an, khó chịu hay đơn giản là quá bận rộn để cảm nhận được sự bình yên hay không? Trong một thế giới hỗn độn này, việc tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn đôi khi là khá khó khăn. Còn được gọi là tĩnh tâm, an tĩnh, nội tại hoặc cảm giác hài lòng, bình yên trong tâm trí có thể giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng và có trọng tâm trong sự hỗn loạn này. Chúng ta thường xuyên bị cuốn vào cuộc sống vội vã, không có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Những công việc bận rộn, những mục tiêu và kỳ vọng cuốn chúng ta vào dòng xoáy không ngừng nghỉ, khiến cho ta cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian. Chúng ta dễ dàng bị hấp dẫn bởi những đối tượng bên ngoài, những thành tựu và sự hào nhoáng mà quên mất rằng điều quan trọng nhất là phải dành thời gian để chăm sóc cho tâm hồn của mình. Khi tâm hồn không được chăm sóc, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng mệt mỏi và dễ dàng bị tổn thương. Chúng ta quên đi những khoảnh khắc bình yên, những phút giây lắng động cần thiết để tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng. Nghỉ ngơi và thư giãn không chỉ là những khoảng thời gian quý giá để hồi phục sức khỏe thể chất, mà còn là lúc để tâm hồn được nghỉ ngơi, để ta có thể lắng nghe và hiểu rõ hơn về chính mình. Khi ta bỏ bê tâm hồn, ta sẽ trở nên dễ dàng khó chịu, bực bội, dễ dàng bực tức khi không vừa ý, sẵn sàng buông ra lời nhận xét tiêu cực và cố chấp. Mỗi khi được góp ý, ta lại tự ái và bỏ đi ngay, không có sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn để hiểu và chấp nhận những điều mới. Chỉ khi nào tâm hồn không còn khắc khoải, mong cầu hay là chống đối, khi ta có thể chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh, ta mới thực sự nếm được chất liệu của bình yên
và hạnh phúc chân thực. Trong cuộc sống này, những mong ước và khát khao thường đẩy chúng ta vào trạng thái căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Chúng ta luôn chạy theo những điều mình muốn, hoặc là chống đối lại những gì không như ý, mà quên mất rằng sự bình an thực sự đến từ bên trong, từ sự chấp nhận và hòa hợp với thực tại. Khi tâm hồn đạt được trạng thái chấp nhận, không còn mong cầu hay là chống đối, ta mới có thể thả lỏng và cảm nhận sâu sắc những khoảnh khắc hiện tại. Đó là lúc ta tìm thấy sự an nhiên và hạnh phúc, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà xuất phát từ sự thấu hiểu và bình yên trong lòng. Như một hồ nước tĩnh lặng, không gợn sóng bởi những biến động xung quanh, tâm hồn ta trở nên thanh thản và tràn đầy niềm vui, nhẹ nhàng, êm dịu. Bình yên còn là khi tự bản thân cảm nhận được sự an nhiên trong chính tâm hồn của mình, cảm thấy lòng vô nhiễm trước mọi sự được mất ở đời. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, có được một khoảnh khắc bình yên thực sự là món quà vô giá. Đức Phật từng khẳng định rằng, nhất thiết duy tâm tạo, tức là tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận thế giới xung quanh như thế ấy. Đẹp, xấu, cao, thấp, sang, hèn, thuận, nghịch, chốn không phải là bản chất của thực tại, tất cả đều do tham sân si của con người dệt nên. Bình yên theo như con người ta thường nghĩ là khi mọi thứ xung quanh đều trầm lặng, tĩnh mịch, và khi ta cảm thấy vui vẻ mà không cần phải suy nghĩ, bận tâm, hay đơn giản là nghe một bài nhạc du dương êm đềm. Trong cuộc sống vất vả thường ngày, có đôi lần ai trong chúng ta cũng đã nghĩ đến chuyện mình muốn được bình yên. Và dĩ nhiên, cũng đã có hơn một lần trong những suy nghĩ đó, ta bơ vơ, lạc lõng, không biết làm sao có thể được bình yên hay phải giữ nó như thế nào. Mỗi người chúng ta bắt nguồn cuộc sống và tồn tại dưới nhiều cách thức khác nhau. Mỗi hành trình đều mang theo những niềm vui và nỗi buồn riêng. Ai cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ, nhưng không thể thiếu những nỗi buồn lặng lẽ bám theo. Có những nỗi buồn chỉ là man mác, như làn sương mờ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn mình, tạo nên một cảm giác nhung nhớ xa xăm, không quá đau đớn, nhưng đủ để khiến lòng chùng lại. Nhưng cũng có những nỗi buồn thấu đến đau lòng, như những cơn bão lớn quét qua, để lại những vết thương sâu sắc và khó lành. Những niềm vui và nỗi buồn đang xen nhau, tạo nên một bức tranh đa sắc của cuộc sống. Đôi khi, những niềm vui nhỏ bé, nhưng cũng đủ để xua tan mây mù của những ngày u ám, mang lại ánh sáng và hy vọng. Ngược lại, cũng có những nỗi buồn sâu thẳm, không dễ dàng phai nhạt. Nhưng chính những nỗi buồn ấy là giúp ta trưởng thành hơn, biết trân trọng những điều quý giá xung quanh mình. Lại cũng có những niềm vui khôn xiết, không thể diễn tả bằng lời, và những điều nhỏ nhoi cũng đủ khiến mình hạnh phúc. Dù buồn hay vui đến mức nào, thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát tâm của mình, để lòng được thanh thản và bình yên. Thế nhưng, Đức Phật lại có quan điểm về bình yên một cách nhẹ nhàng hơn. Ngài dạy, mọi đau khổ hay vui sướng của con người đều do tâm mà ra. Vì thế, để có một cuộc đời bình yên, cần phải tu tâm dưỡng tính, chuyển hóa những tham lam, sân hận, si mê. Việc thực hành theo những lời dạy của Phật không chỉ giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà còn là chìa khóa để tìm lại được con người thật của chính mình, trở về với cái nội tâm yên bình và tĩnh lặng. Khi được thỏa mãn những mong muốn của mình, ta nghĩ cuộc đời rất tươi đẹp. Còn khi mọi thứ diễn ra trái nghịch với nguyện vọng của mình, ta cho rằng cuộc đời thật đáng chán. Trong khi đó, vạn sự vạn vật trên thế gian này và cả vũ trụ bao la đều vận hành theo nguyên tắc rất tự nhiên, nhân quả và duyên sinh. Nó không chiều chuộng ai, cũng không có ý ghét bỏ ai, chỉ tại ta quá tham lam. Khi nó thuận với ta, thì ta mừng rỡ mà không hề ngạc nhiên và tự hước. Còn khi nó nghịch với ta, thì ta lại hốt hoảng và chống đối.
Cho nên, khi nào ta chuyển hóa được những năng lượng mong cầu và chống đối không cần thiết ấy, trả lại bản chất tĩnh lặng, màu nhiệm của tâm hồn, ta sẽ thấy thế giới xung quanh mình thật bình yên, rất dễ thương và rất đáng giữ gìn. Mỗi cá nhân chúng ta phải học cách kiên cường, tự tin, dựng bước mới có thể tiến đến thành công trong tương lai. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn. Có những thử thách và trở ngại bất ngờ cản bước chúng ta. Đó có thể là sự thiếu thốn về vật chất, những thành kiến khắc nghiệt từ xã hội, những mối quan hệ phức tạp hay thậm chí là một đoạn tình cảm đổ vỡ. Những điều này đôi khi làm chúng ta cảm thấy mất phương hướng và chùn bước. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, kiên cường và tự tin là chìa khóa để vượt qua. Hãy tin tưởng vào bản thân, vào khả năng và giá trị của chính mình. Mỗi lần vấp ngã, hãy đứng dậy mạnh mẽ hơn. Mỗi lần đối diện với thất bại, hãy xem đó là bài học quý giá để trưởng thành. Kiên trì theo đuổi mục tiêu, không bỏ cuộc trước những khó khăn, đó chính là con đường dẫn đến thành công. Cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta giữ vững niềm tin và quyết tâm, chúng ta sẽ tìm thấy lối đi riêng của mình. Thành công không chỉ là đích đến, mà còn là quá trình vượt qua những trở ngại, học hỏi từ những thất bại và không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Khi ta học được cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình, lòng sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản, giống như gánh nặng đã được đặt xuống. Ta sẽ cảm thấy tâm hồn của mình được giải thoát, không còn bị ràng buộc bởi những điều không cần thiết nữa. Cái nhìn của ta sẽ trở nên rộng mở và sâu sắc hơn, giúp ta hiểu rõ hơn về mọi sự kiện và con người đến trong cuộc đời này. Buông bỏ không chỉ là hành động từ bỏ những thứ vật chất hay là mối quan hệ không còn ý nghĩa, mà còn là sự giải phóng tâm trí khỏi những ám ảnh, lo âu và kỳ vọng không thực tế. Khi không còn bị ràng buộc bởi những gì không thuộc về mình, ta sẽ thấy mọi thứ xung quanh trở nên sáng tỏ và rõ ràng hơn. Sự hiểu biết đa chiều giúp ta nhận ra giá trị của từng khoảnh khắc, từng con người, và từ đó ta sẽ thấy an nhiên. Ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời là một dòng chảy liên tục của sự đến và đi, và mỗi sự kiện, mỗi con người đều có ý nghĩa riêng của họ. Chính trong sự buông bỏ, ta tìm thấy sự bình yên thật sự, một cảm giác an nhiên mà không có gì có thể làm lay chuyển được. Từ tuệ giác sâu sắc, Đức Phật cũng từng nhấn mạnh rằng tâm bình thế giới bình. Dù thế giới xung quanh ta còn nhiều xáo động, nếu tâm ta bình yên, sẽ không bị nó làm cho xáo động theo. Trái lại, năng lượng bình yên trong ta sẽ lên đường sâu kết với những năng lượng bình yên khác đang bàn bạc khắp nơi trên thế giới. Đến khi hội đủ điều kiện, nó sẽ trở thành hiệu ứng vĩ đại thế giới bình yên. Khi ta tự biết đủ, biết vừa ý với những gì mình đang có, tự khắc ta sẽ có bình yên. Ấy là lúc ta không còn mong cầu hay ao ước những thứ thuộc về người khác. Bình yên giúp mỗi người sẽ càng yêu và trân trọng hơn những điều bình dị quanh mình. Có được sự bình yên trong cuộc đời là vô cùng quý giá. Bởi dẫu cho chúng ta có công danh sự nghiệp như ý, nhưng trong lòng không có được sự bình yên thì cuộc đời cũng sẽ mất đi ý nghĩa đích thực. Trái lại, khi thân và tâm luôn tràn đầy năng lượng tích cực thì tất thảy mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Cuộc đời mỗi người vì thế mới trọn vẹn ý nghĩa. Thật ra vạn vật trên khắp hành tinh này vốn dĩ rất bình yên, chỉ có con người mới không bình yên và làm đảo lộn mọi thứ. Nhìn ngắm thiên nhiên, từ rừng xanh, biển cả cho đến những ngọn núi hùng vĩ, ta sẽ thấy một sự hài hòa, tĩnh lặng và thanh thản. Đó là bản chất nguyên sơ của tự nhiên, một vẻ đẹp an nhiên và bất biến. Nhưng con người, với những tham cầu và chống đối, đã làm mất đi sự cân bằng ấy. Bản chất của con người cũng rất bình yên,
Nhưng chúng ta đã để cho những năng lượng tham vọng, lo âu và xung đột lấn át đi vẻ tự nhiên hiền hòa mà trời đất đã ban tặng. Chúng ta chạy theo những dục vọng, cố gắng chiếm đoạt và kiểm soát, để rồi mất đi sự an nhiên trong tâm hồn. Chính sự không thỏa mãn và những khát khao vô tận đã biến con người trở nên bất an và khiến cho thế giới trở nên rối loạn. Nếu mọi người chúng ta có thể quay về với bản chất hiền hòa và tĩnh lặng bên trong, học cách buông bỏ những tham vọng vô nghĩa và chấp nhận sự đơn giản của cuộc sống, chúng ta sẽ tìm lại được sự bình yên vốn có. Khi ấy, không chỉ tâm hồn con người mà cả thế giới xung quanh cũng sẽ nên hài hòa, tràn đầy yêu thương và an lạc. Cho nên, không ai có thể làm cho mọi người trên thế giới này bình yên được cả. Đó là vấn đề của mỗi người. Tuy nhiên, năng lượng bình yên trong mỗi người có tính tương tác rất lớn. Nó sẽ giúp cho điều kiện đi tới sự bình yên trong mọi người dễ dàng xảy ra. Vì vậy, năng lượng bình yên của mọi người luôn rất cần thiết cho gia đình, xã hội, thế giới và cả vũ trụ nữa. Quả thật, chỉ khi nào tâm hồn ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối, chỉ khi ta chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh, thì mới có thể nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật. Khi lòng ta không còn bị khuấy động bởi những ước vọng chưa thành hay những phản kháng vô ích, một sự thanh thản nhẹ nhàng sẽ tràn ngập, làm dịu đi mọi lo âu và phiền muộn. Như một hồ nước trong veo, không còn gợn sóng, tâm hồn khi không còn khắc khoải sẽ phản chiếu sự an nhiên và tĩnh lặng, giúp ta cảm nhận được hạnh phúc từ những điều đơn giản xung quanh. Chấp nhận và tùy thuận không có nghĩa là buông xuôi hay là chấp nhận mọi thứ một cách thụ động, mà là biết hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống, không để những sóng gió làm ta chao đảo. Khi ta mở lòng đón nhận mọi hoàn cảnh, dù là thuận lợi hay là khó khăn, ta sẽ thấy rằng mọi thử thách đều là cơ hội để trưởng thành và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Chính trong sự chấp nhận và hài hòa ấy, ta mới thực sự tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc chân thật, một cảm giác mà không có gì lay chuyển hay làm phai nhạt đi. Trong giai đoạn ban đầu, khi lòng ta chưa đủ mạnh mẽ để giữ vững trước những hoàn cảnh quá trái nghịch, hãy cho phép mình tìm đến một không gian đủ an ổn để tịnh dưỡng tâm hồn. Đó có thể là một góc nhỏ yên tĩnh trong nhà, một khu vườn xanh mát, hay thậm chí là một quán cà phê quen thuộc. Nơi ấy, ta có thể thả lỏng và buông bỏ mọi lo toan, để từng hơi thở trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Giữa những bộn bề và xô bồ của cuộc sống này, không gian yên bình sẽ giúp ta lắng nghe tiếng lòng của mình rõ hơn, giúp ta tái tạo năng lượng và sự cân bằng. Đừng ngần ngại tạm rời xa những áp lực và căng thẳng, bởi sự an nhiên trong tâm hồn chính là nền tảng vững chắc để ta đối diện và vượt qua mọi thử thách sau này. Trong khoảng lặng ấy, ta học cách chấp nhận và hòa mình vào dòng chảy của cuộc đời, để khi quay trở lại, tâm hồn đã được tịnh dưỡng, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Khi tâm hồn đã thực sự bình yên, những phiền não đã lắng động và chuyển hóa, thì ta cứ mạnh dạn tiếp xúc trở lại với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng. Cho nên, nếu biết tâm bình yên, chắc chắn cảnh sẽ bình yên, thì ta chỉ nên giữ gìn tâm mình mà không cần phải đuổi theo cảnh. Bởi cảnh bình yên mà tâm ta chưa bình yên, ta cũng chẳng thấy nó bình yên chút nào. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Bạn muốn học cách sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, và điều đó thật tuyệt vời. Hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chỉ cần bạn giải phóng tư tưởng rằng bạn có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất. Bạn tạo ra hạnh phúc cho chính mình bằng cách thay đổi thái độ đối với cuộc sống và cải thiện tư duy của bản thân. Không điều gì làm tăng khoảng cách giữa bạn và hạnh phúc hơn việc liên tục theo đuổi sự hoàn hảo. Ý nghĩa này
luôn cản trở bạn, bắt ép bạn phải làm quen với vô số chỉnh sửa và thay đổi để tạo ra sự hoàn hảo cho bản thân. Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo, bởi vì đó là điều khó có thể đạt được. Bạn có thể đã đạt đến chuẩn mực hoàn hảo của xã hội, nhưng nếu bạn không ngừng tham vọng, bạn sẽ nhìn thấy sai sót mà thôi. Bạn sẽ chẳng thể đạt được cái hoàn hảo đó nếu không biết cách chấp nhận và yêu thương bản thân mình. Nếu bạn thực sự muốn học cách sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, bạn phải ngừng so sánh mình với người khác. So sánh bản thân với người khác là vô ích, vì chẳng một ai giống nhau. Bạn không ở trong hoàn cảnh của họ, và bạn không có suy nghĩ cũng như bất kỳ thứ gì họ có. Bạn khác biệt, nên việc tập trung vào so sánh bản thân với người khác sẽ chỉ mang lại u sầu mà thôi. So sánh cuối cùng cũng dẫn đến sự bực bội và tước đi niềm vui trong cuộc sống của bạn. Bởi lẽ, thay vì tập trung vào những gì bạn có, bạn lại tập trung vào việc bạn chưa đủ như thế nào. Hãy lấy cảm hứng từ người khác và sử dụng nó để thúc đẩy mục tiêu của bạn về phía trước, nhưng hãy để mắt đến cuộc sống độc đáo của riêng bạn. Bạn là ai? Bạn tin vào điều gì? Nếu bạn muốn học cách sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, hãy bắt đầu với việc tìm hiểu xem bạn thực sự là ai, bạn thực sự tin tưởng vào điều gì và giá trị của bạn là gì. Một khi bạn biết bạn là ai, bạn coi trọng điều gì và bạn muốn trở thành ai, hãy sống cuộc sống của bạn theo cách ấy, bất chấp những gì người khác có thể nghĩ về lựa chọn của bạn. Cuộc sống thật khó khăn, khó hiểu và lộn xộn. Bạn không phải là thánh thần, bạn chỉ là một người đang cố gắng tìm ra cuộc sống giống như tất cả những người khác. Vì vậy, bạn không cần phải hiểu biết về tất cả mọi thứ làm gì. Luôn nói với bản thân bằng sự tử tế, ngay cả sau khi bạn đã làm sai điều gì đó. Học hỏi từ những sai lầm và đối xử tốt với bản thân, và bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Suy cho cùng, thật khó để hạnh phúc khi có một người nào đó luôn tỏ ra ác ý với bạn. Không phải ai cũng hiểu bạn đang làm gì, và mọi người sẽ cố gắng nói với bạn rằng bạn thật điên rồ và giữ bạn lại. Tuy nhiên, nếu điều đó khiến bạn hạnh phúc và mãn nguyện, hãy thực hiện bằng mọi cách, chứng minh là họ sai. Con người phải luôn cố gắng thúc đẩy ranh giới của bản thân, và bạn cũng không ngoại lệ. Đam mê của bạn là cuộc sống của bạn, và bạn phải sẵn sàng tiếp tục con đường của mình, bất chấp những tiếng nói tiêu cực từ bên ngoài. Hãy sống thật tốt vào mỗi ngày, đừng tập trung vào quá khứ tồi tệ như thế nào hoặc tương lai có thể ra sao. Mỗi ngày là một ngày mới, và những sai lầm trong quá khứ của bạn là bài học để bạn áp dụng cho ngày hôm nay. Tập trung vào cách bạn có thể cải thiện để được hạnh phúc, hoàn thành và đạt được mục tiêu của bạn trong tương lai. Nếu ta không chăm sóc tâm hồn của mình, ta sẽ dễ dàng trở nên căng thẳng, mệt mỏi và mất đi phẩm chất quý giá của một con người. Hãy dành thời gian để cân bằng cuộc sống, tìm thấy cảm hứng và mục đích trong cuộc sống của bạn. Khi bạn chăm sóc tâm hồn của mình, bạn sẽ trở nên tự tin và bình tĩnh hơn, và có thể tận hưởng cuộc sống đích thực. Hãy tìm thấy cách để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, để tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn. Cuộc sống vội vã không thể ngăn cản chúng ta chăm sóc tâm hồn của mình. Chúng ta có thể tìm thấy cách để cân bằng cuộc sống và tìm thấy thời gian để làm những điều mà chúng ta yêu thích. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm thấy cách để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, để tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn của mình. Cuộc sống đích thực không phải là việc đạt được tất cả những thành tựu trong cuộc sống này. Nó còn đòi hỏi chúng ta phải có những giá trị và phẩm chất tốt, những giá trị đích thực trong tâm hồn mình. Hãy tìm thấy cách để chăm sóc tâm hồn của mình, để tìm thấy sự cân bằng và tận hưởng cuộc sống đích thực. Hãy đặt ra mục tiêu trong cuộc sống của bạn, và hãy tìm thấy niềm đam mê trong cuộc sống này. Điều này sẽ giúp cho bạn tìm thấy cảm hứng để sống một cuộc sống đích thực
và tận hưởng những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta cần phải nhớ rằng cuộc sống là một cuộc hành trình, và chúng ta cần phải chăm sóc tâm hồn của mình trên hành trình này để tận hưởng cuộc sống đích thực.